Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả LVT, Nền Đệ Nhất Cộng Hòa qua từng giai đoạn của lịch sử. Thưa quý vị, Đại úy Lê Châu Lộc được Tổng thống Ngô Đình Diệm chọn để làm một vài công tác đặc biệt khoảng cuối năm 1958 và sau đó hơn một năm được chọn làm sĩ quan tùy viên. Trong thời gian ở gần Tổng thống, chắc chắn anh thường được nghe và thấy lời nói và sinh hoạt hàng ngày của vị lãnh đạo quốc gia, nhưng không thấy anh viết ra hoặc kể lại. Hình như anh không muốn dây dưa vào cuộc đôi co về người đã khuất mà anh rất mực kính trọng. Đã nhiều lần tôi, người viết bài này, LVT, tôi ngỏ ý muốn được anh kể cho nghe những mẩu chuyện nhỏ mắt thấy tai nghe đó mà anh còn nhớ được về Tổng thống Diệm. Mãi đến gần đây, anh mới đồng ý vì có độ lùi thời gian và thuận lợi cho sự trả lại chân lý cho lịch sử Việt Nam. Về cận thần, ai là những cận thần của Tổng thống? Là một sĩ quan tùy viên, Lê Châu Lộc làm việc hàng ngày sát cạnh Tổng thống, tiếp xúc và sinh hoạt với các vị có tên tuổi sau đây. Bác sĩ Bùi Kiện Tín, y sĩ riêng của Tổng thống, ông Bí thư Trần Sử, ông Chánh văn phòng đặc biệt Võ Văn Hải, ông Động lý Quách Tổng Đức, ông Phó Động lý Đoàn Thêm, ông Tổng Thư ký Nguyễn Thành Cung, ông Phó Tổng Thư ký Nguyễn Văn Cẩn, ông Tôn Thất Thiết, Sở Nội dịch Phủ Tổng thống, ông Trương Bửu Điện làm Giám đốc Nhà báo chí, ông Tôn Thất Thiện, một trong 4 hay 5 người theo Thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Việt Nam Thông tấn xã và cũng là thông dịch viên chính thức của Tổng thống. Sau đó, ông Trương Bửu Khánh tiếp giữ chức vụ Tổng Giám đốc Việt Tấn xã, ông Hoàng Thúc Đàm làm Giám đốc Nha Nghi Lễ. Bên phía quân sự có Tham mưu trưởng Biệt bộ Phủ Tổng thống. Trước chính biến năm 1960 là Trung tá Cao Văn Viên được bổ nhiệm Tư lệnh Lữ đoàn thay thế Nguyễn Chánh Thi. Về sau thăng Đại tướng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng, tiếp nối bởi Trung tá Lê Như Hùng, chỉ huy cao cấp của Thủy quân lục chiến. Sĩ quan lái phi cơ Tổng thống là Trung tá Phan Văn Sang, sau này thăng chuẩn tướng không quân, Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống do Trung tá Lê Ngọc Triển, sau này thăng thiếu tướng. Với nhiều sĩ quan xuất sắc khác như Thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ, sau lên Đại tá Tham mưu trưởng, Đại úy Nguyễn Văn Của, về sau thăng Đại tá Tư lệnh Lữ đoàn 4 Thiết giáp. Dưới lầu là văn phòng ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị, phụ tá Lỗi Lạc mà bạn hay thù đều nể trọng. Có Trung tá Phạm Thư Đường, Đại úy Nguyễn Ngọc Hạp, về sau thăng Trung tá. Họ đều là những sĩ quan trọng danh dự và có trách nhiệm. Tổng thống có trước sau 12 sĩ quan tùy viên. Trong số này có 5 người về sau thăng tướng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nên kể các tướng Huỳnh Văn Lạc, Hồ Trung Hậu, Đề Đốc Diệp Quang Thủy, Hồ Văn Kỳ Thoại. Tất cả về sau đều là tư lệnh các đại đơn vị tác chiến khắp các vùng chiến thuật. Một vị tử trận là Đại tá Trương Hữu Đức, thiết giáp, thăng hàm chuẩn tướng. Số còn lại đều lên sĩ quan cao cấp. Trong số đó, Trung tá Nguyễn Cửu Đắc. Chỉ trừ Đại úy không quân Đỗ Thọ, rất tiếc tử nạn phi cơ khi hãy còn trẻ, và Đại úy pháo binh Lê Châu Lộc, thượng nghị sĩ Việt Nam Cộng Hòa, giai đoạn từ năm 69 đến năm 75, thượng nghị sĩ. Tùy nhu cầu công việc và chương trình hành động của Tổng thống, sĩ quan tùy viên giữ vai trò từ nhỏ như lo bút viết giấy tờ đến việc quan trọng hơn như mời đón và cập nhật sổ diện kiến từ cấp Bộ trưởng Chính phủ, đại biểu vùng chiến thuật, Tổng tham mưu trưởng và các tư lệnh, tỉnh trưởng đến giám đốc các nha sở trung ương, các nhà bác học, giáo sư, thân hào nhân sĩ v.v. Một trong những vai trò quan trọng khác thuộc lĩnh vực nghi lễ liên hệ đến việc mời đón đưa tiễn các khách ngoại quốc, đại sứ hay tướng lãnh v.v. Hàng năm, bàn giao công vụ đôi 3 lần cho các vị tướng lãnh được Tổng thống chỉ định làm sĩ quan tùy viên Tổng thống trong những dịp đại lễ như Quốc Khánh hay công du quốc ngoại. Những ngày như vậy lại cực hơn vì phải phò tá sát cánh từng phút đàn anh sĩ quan tùy viên mang sao này. Nhìn kỹ quanh vòng các cộng sự viên tiếp cận trong hay ngoài khuôn viên phủ Tổng thống, ta thấy có đủ thành phần Trung Nam Bắc, hầu hết theo đạo ông bà hay đạo Phật. Thí dụ tiến sĩ Tôn Thất Thiện là một Phật tử thuần thành, một rương cột của Đại học Vạn Hạnh sau này. Ông Động lý Quách Tổng Đức là một trong rất ít đốc phủ sứ từ trào Pháp thuộc, được nể vì và kính trọng, có phần trội hơn Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ về tài đức và liêm sĩ. Thân phụ của ông Động lý là người Việt gốc Hoa, nói tiếng Việt còn chưa thông,
chủ một tiệm bách hóa nhỏ tại chợ Cà Mau, được Tổng thống ghé thăm một lần. Về đời sống hàng ngày, Tổng thống có lối sống đơn giản, thanh đạm của một nhà nho Việt Nam. Giường ngủ đặt ngay trong phòng làm việc. Phía sau ghế bành và bàn tròn dùng làm việc và ăn uống, kê một cái giường rộng lối 1 mét. Sạp nẹp gỗ, lót chiếu bông để ngủ. Khi nào thân thể bất an mới cho trải thêm một miếng nệm bông gòn mỏng. Ngoài giờ làm việc, Tổng thống mặc áo dài thâm, đi dép. Lúc làm việc mà không có tiếp khách, Tổng thống cũng mặc áo dài đen, xem chừng như là thoải mái hơn. Bình thường mặc âu phục, áo sơ mi dài tay, thắt cà vạt đậm màu. Khi có khách thì khoác cái áo bành tô vào. Lúc tiếp khách ngoại quốc thì trải chuốt hơn với bộ đồ sát kinh trắng hay quốc phục áo dài gấm, khăn đóng đen. Đi thăm viếng bên ngoài hay kinh lý toàn quốc thì mặc đồ tây mỏng, đội nón nỉ và xách gậy, có khi mang giày ống lội bùn. Mỗi ngày của Tổng thống thường khởi sự bằng một thánh lễ lúc trời chưa sáng do các linh mục tuyên úy hay bạn hữu dâng. Chấm dứt một ngày dài mệt nhọc bằng quỳ gối cầu nguyện âm thầm bên giường, đôi khi cả giờ, hai cánh tay dang rộng, cửa đóng kín, sĩ quan tùy viên hay hầu cận cần gì lắm thì mới ra vào. Sau thánh lễ, đọc nhiều sách, tạp chí, duyệt báo, tiếng Anh, tiếng Pháp và Việt ngữ, đôi khi là cả Hán văn. Kế dùng lót lòng, thường là cháo trắng với dưa món, uống một tô trà nổi bọt. Một đôi lần sĩ quan tùy viên được bảo, nè, mi ăn coi, ngon lắm. Sĩ quan tùy viên dạ dạ cảm ơn, nhưng bụng thì đòi ăn hàng ngoài thân thế, dễ nuốt hơn nhiều. Sĩ quan tùy viên nhắc thay y phục theo sự cố vấn của nha nghi lễ. Tiếp theo là một chuỗi công việc không ngừng tới 1-2 giờ trưa. Thường khởi đầu là bác sĩ tín thăm hỏi sức khỏe của Tổng thống, kế đến là ông bí thư hay ông chánh văn phòng. Đặc biệt, các ông trong văn phòng đồng lý, văn phòng tổng thư ký, sĩ quan tham mưu biệt bộ, các vị thuộc nha nghi lễ, nha báo chí và Việt Nam thông tấn xã. Chấm dứt phần này vào khoảng 9 giờ sáng. Trong vòng đầu này, Tổng thống chỉ thị sĩ quan tùy viên mời hay nhắc các vị trong hội đồng chính phủ, trong bộ tổng tham mưu, các tư lệnh vùng, sư đoàn hay tỉnh trưởng cần gặp. Sĩ quan tùy viên cũng trình Tổng thống các vị thẩm quyền trung ương hay địa phương muốn diện kiến trình việc và nhắc Tổng thống chương trình hội kiến với các đại sứ, khách ngoại quốc, theo như nha nghi lễ đệ trình. Ít thấy Tổng thống ăn trưa trước 1 giờ, có khi ăn trễ vào lúc 3 giờ. Thường cơm trưa thanh đạm, nhiều khi chỉ đôi ba cái bắp còn non và tô trà Huế. Hầu cận đóng cửa phòng lối nửa tiếng đến 1 giờ rồi làm việc lại. Buổi chiều thường dùng để suy tư, động não chiều sâu, chiến lược, có khi một mình. Đôi khi với những cộng sự viên xa gần được mời gọi riêng. Không có giờ giấc ấn định cho một ngày dài làm việc. Khi có người trong thân tộc tới thăm, nhất là đức cha Ngô Đình Thục từ Vĩnh Long lên hay sau này từ Huế vào, thì Tổng thống nghỉ sớm hơn một chút, vui vẻ viếng thăm, dùng cơm, v.v. Những lúc có các cháu chạy từ phía ông bà cố vấn sang thăm, thì cười vui vẻ, trẻ trung hẳn lại. Cơm chiều nhiều món ăn hơn, nhưng những món ăn quý vẫn là các món ăn Huế quen thuộc mà ngoài nhà gửi vào. Không uống rượu, nhưng hút thuốc Melia thì hơi nhiều. Buổi tối tiếp tục duyệt hồ sơ một mình, đôi khi cho mời những học giả, chuyên gia tham khảo về những vấn đề Tổng thống lưu tâm cách riêng. Lúc xây cất lại Dinh Độc Lập và các tỉnh quận lỵ mới trên các mật khu địch và vùng hẻo lánh, Tổng thống thường cho mời kiến trúc sư Ngô Viết Thụ bàn thảo về kiến trúc và thiết kế đô thị đến quá nửa đêm. Tổng thống trực tiếp chỉ đạo việc thiết định phối trí phòng ốc Dinh Độc Lập với sự cố vấn của kiến trúc sư lừng danh thế giới này. Đến đây phải nhắc đến ông Ẩn, có thể gọi là người nội trợ đã theo phò tá Tổng thống từ khi làm quan, rất trung thành, khiêm tốn, hy sinh, kín đáo giúp Tổng thống sinh sống hàng ngày. Dưới bếp thì có bà bếp già lo nấu ăn, trang trải khoảng 50 đô mỗi ngày cho phần ẩm thực của Tổng thống. Ông Ẩn, ông Bằng, một sĩ quan hậu cận khác cũng rất trung kiên. Khi cần may mặc, ông Ẩn hay ông Bằng cho mời ông Chua, chủ tiệm may Âu Phục ngoài phố vào để đo cắt. Về giải trí, phần lớn thời giờ của Tổng thống là để làm việc, giải trí rất ít với những thú vui tao nhã quen thuộc. Đọc sách, xem các tuần san Pháp, Anh và Việt ngữ. Rất thích tập san chuyên về máy ảnh, hình ảnh như photography. Tổng thống rất thích máy ảnh và kỹ thuật chụp ảnh.
Ở đây phải nhắc tới ông Hà Di, một người Việt gốc Hoa, có thể kể là nhiếp ảnh viên chính thức của phủ tổng thống. Tổng thống cũng rất thích kiến trúc nên thích nói chuyện với kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Một thú giải trí khác là trồng tỉa hoa hồng. Mỗi lần lên nghỉ ở dinh số 2 Đà Lạt, thường để cả giờ chăm sóc các hàng hoa hồng. Cưỡi ngựa đi quanh đồi núi cũng là một thú vui nữa. Sĩ quan tùy viên cưỡi ngựa theo cụ có đại tá thiết giáp Trương Hữu Đức, sau tử trận tại mặt trận giải tỏa An Lộc, truy thăng chuẩn tướng, và đại úy pháo binh Lê Châu Lộc. Đôi chiều nhàn rảnh rỗi một chút thì xuống thăm ngựa dưới chuồng phía cổng Nguyễn Du. Sĩ quan tùy viên phải nhớ bỏ vội vào túi vải cục đường để khi tổng thống chìa bàn tay ra phía sau hoặc là ngoắc ngoắc xin đường cho các con ngựa thì trao ngay vào tay ngài một hai cục đường. Các con ngựa xem chừng biết rõ tổng thống nên thân mật kê mũi vào sát mặt tổng thống thở mạnh. Đôi bên xem chừng thích thú lắm. Khi đi ngang qua dãy nhà nhân viên phục dịch công xa và đoàn mô tô hộ tống, tổng thống không quên thăm hỏi bằng những lời thân thương, gọi vợ con của họ là thím và các cháu. Các bà vợ trong trại gia binh đều nhắc nhở một cách thích thú, thân tình chuyện tổng thống gọi các bà là các thím. Trung úy Nhan, tài xế cho tất cả các cuộc xê dịch và lễ lạc, rất được lòng tin cậy của tổng thống, có căn nhà ở luôn tại đây. Về kinh lý, tổng thống thích thăm viếng đột xuất xã ấp đồn bót hẻo lánh, trại gia binh, phường xóm, chợ búa, đền chùa để tìm hiểu tình hình gần gũi dân chúng và binh sĩ. Có lẽ trong cả nước và cả quân đội, không có ai biết nhiều nơi nhiều chốn bằng tổng thống. Từ núi rừng cao nguyên xuống các vùng cận sơn ven biển Nam Hải, ra tận Cù Lao Ré hay Côn Đảo, vùng mật khu miền Đông xuống tận vùng mật khu miền Tây, từ Cà Mau, Bến Tre, Hậu Nghĩa, Phước Long, Phước Thành, Quảng Đức, Bến Giàng, A Sao, A Lưới. Bạn có biết Măng Bút ở đâu không? Tổng thống đã đáp xuống đó một ngày mưa âm u bằng phi cơ Caribou do Trung tá Sang lái. Phi công phải bay lượn vòng quanh hơn nửa giờ, chờ có một chỗ trống giữa đám mây đen để chui đầu đáp. Thành công, nhưng bánh trước của máy bay chỉ còn cách đầu phi đạo là hố núi chừng 10 thước, lún sâu xuống bùn. Cũng tại vì tổng thống nhất định phải thăm tiền đồn đó cho bằng được. Thiếu tướng Khánh đến trước bằng một phi cơ L-19, may mắn cũng không sao, nhưng bánh lái máy bay gãy lìa. Tổng thống đã xin lỗi vì tất cả mọi người trên máy bay đã ói mửa, ngoại trừ phi hành đoàn. Tổng thống và sĩ quan tùy viên vẫn như thường. Nhắc lại chuyện đi kinh lý, đại úy tùy viên Lê Châu Lộc có một lời thú như sau. Những chuyến xuất hành khỏi Dinh Độc Lập gần như hàng tuần, đa phần là cuối tuần, đã nhiều lần khiến anh phát bệnh. Tự hỏi có thể phục vụ dài lâu được nữa hay không? Không lấy làm lạ, một số các sĩ quan tùy viên trước đã xin trở về đơn vị sớm vì hao mòn, burn out. Hai lần, sau năm thứ nhất và sau năm thứ hai, anh Lê Châu Lộc xin trở về đơn vị. Hai lần bị gội xà phòng rất kỹ. Nhưng vào những năm chót của Tổng thống, càng thấy tình hình khó khăn, càng thương ông cụ, nên chấp nhận tiếp tục gian lao gọi là noi gương chút ít. Thật ra không phải tất cả các chuyến kinh lý đều cực như cái chuyến đi ăn lễ Giáng sinh ở Đầm Dơi. Ghế bố xếp căng ra trên nền ngập nước bùn lõm bõm. Những chuyến về Huế, thăm Cố Đô, thăm bà cụ Cố, thăm Phú Cam, thật thư thả, vui vẻ. Sau khi theo tổng thống lên lầu ọp ẹp vào phòng ngủ đầy mùi mốc để gửi cái cặp, sĩ quan tùy viên được cụ khuyến khích đi thăm thú Huế. Phần cụ thì thẳng xuống nhà ngang lợp mái tranh dày thăm viếng mẹ, cơ hồ như quên mất mình là ai, quên mọi ưu tư phiền muộn, hỏi han như một người con nhỏ. Vài mẫu chuyện khó quên. Chuyện người lính quỳ gối. Trong một chuyến kinh lý miền Trung, khi duyệt qua hàng rào dân chúng, có hàng lính đứng trước. Tổng thống đang bước sải nhanh, tay cầm nón vẫy chào dân chúng đang hoan nghênh tổng thống, bỗng dừng lại. Một binh sĩ lớn tuổi quỳ gối xuống để chào tổng thống khi bước ngang qua. Tổng thống lùi lại một bước, đỡ anh lính dậy và nói lớn vào tai anh. Làm lính không có quỳ, chỉ đứng nghiêm chào kiểu lính. Vỗ nhẹ đầu anh lính rồi tiếp tục đi. Chuyện đi thăm thầy để cảm ơn. Vào đầu năm 1962, sau cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2 thành công, một hôm, tổng thống dậy sớm chỉ thị sĩ quan tùy viên Lê Châu Lộc đưa cụ xuống chùa để cảm ơn quý vị cao tăng tu sĩ Phật giáo đã ủng hộ cụ trong kỳ bầu cử vừa qua.
chỉ thị cuộc đi thăm phải đơn sơ thân tình và trước giờ thành phố thức dậy để tránh kẹt xe tội dân chúng. Mình đi một xe. Thưa ai lái? Thì mi lái, khỏi hộ tống rườm ra. Thưa cụ không nên, phải có an ninh tối thiểu theo quy định điều hành ấn định. Chà, sao khó vậy? Sao mà khó vậy hả? Thôi được, đi lo ngay. Thưa cụ, phải cho quý thầy hay để chuẩn bị, ít ra là nửa giờ trước. Ừ, nhớ xin các thầy hãy tự nhiên, đừng lo ngại, vui hơn. Đoàn xe ngắn nhất, êm ái nhất. Một xe cảnh sát đô thành dẫn đầu, không đèn chớp, không còi hụ. Trung úy Nhan lái xe tổng thống có sĩ quan tùy viên ngồi bên, và xe cận vệ đoạn hậu. Đến nơi thấy các thầy còn đang lăng xăng xếp hàng hai bên, từ bên ngoài vào. Tổng thống hơi ái ngại, nhưng rồi dấn bước, vẫy nón chào hai hàng tăng ni. Bỗng có một tăng ni trẻ bước ra. Kính chào tổng thống. À, thầy về rồi à? Dạ, mới mấy hôm nay, chưa kịp vào cảm ơn tổng thống. Không sao, tôi biết học hành xong hết rồi mà. Khi tiện, nhờ ông sĩ quan đây đưa vào thăm tôi. Sau đó mới biết, vị tu sĩ này là Đại Đức Thích Quảng Liên, được tổng thống gửi đi học ở Michigan State University, Hoa Kỳ. Thành đạt, sau mở trung học Bồ Đề ở cầu Ông Lạnh. Sau khi tổng thống dùng xong trà với các thầy và bày tỏ lòng cảm ơn đối với các thầy và Phật tử, một vị thượng tọa bỗng đứng lên thưa lớn. Kính thưa tổng thống, anh em chúng tôi có một chuyện buồn tổng thống à. Tổng thống sững sốt, tổng thống nói, cảm ơn thầy nói thẳng, xin cho tôi biết chuyện chi. Kính thưa tổng thống, anh em chúng tôi vừa được tin bên Colombo cho hay tổng thống Việt Nam Cộng Hòa có gửi tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma một số tiền lớn là 10.000 Mỹ Kim. Sao tổng thống không cho anh em chúng tôi biết để chia vui? Hơi bối rối một chút, tổng thống ngẩng đầu lên nói, dạ tôi nghĩ đó chỉ là bổn phận mình phải làm, không nên nói ra. Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa rời Tây Tạng lưu vong, bôn ba cực khổ ở Nepal và miền Bắc Ấn Độ. Tôi được tin rất thương xót, nên sẵn có số tiền vừa nhận được của Viện Massey thưởng cho một vị lãnh đạo xuất sắc trong năm của miền Á Châu Tự Do. Tôi vội vã gửi ngài để chi dùng khi gặp nạn. Bổn phận thôi. Vả chăng, ngài là đấng lãnh đạo tinh thần sáng chói ở Á Châu, chỉ có sức mạnh hữu thần chống lại độc tài vô thần, xứng đáng cho ta ngưỡng mộ noi gương và hỗ trợ. Chuyện lá cờ, hôm đó Tổng thống đi kinh lý tỉnh Kiến Tường. Khi phi cơ đáp xuống phi trường thì đã có đông đảo dân chúng đứng nghênh đón, dọc dài hai bên khán đài cạnh phi đạo. Phi cơ taxi chậm vào bãi đậu thì bỗng nhiên Tổng thống hỏi sĩ quan tùy viên ngồi phía sau. Anh có thấy gì không? Thưa dân chúng đông và có cờ. Cờ gì vậy? Thì ra nhìn lại mới nhận ra. Cờ vàng trắng của Vatican, không có mấy cờ Việt Nam. Tổng thống nện gậy xuống sàn phi cơ và ra lệnh trở về. Đây không phải là sứ Vatican, đây là sứ Việt Nam. Vậy cờ Việt Nam đâu? Trung tá Sang vội bước xuống cản ngăn. Sĩ quan tùy viên nói, thưa cụ, có thể đồng bào già trẻ lớn bé đã đợi chờ cụ từ hồi 3 giờ khuya. Bây giờ cụ bỏ về thì họ sẽ buồn biết là mấy. Hạ hỏa tức khắc, máy bay vào chỗ đậu, cửa mở. Thiếu tá tỉnh trưởng tên là Nhật bước lên chịu lỗi và xin cụ cho nửa giờ để thu vén lại. Nửa giờ sau, cờ xí Việt Nam Cộng Hòa phất phới bay theo gió lộng Đồng Tháp. Tổng thống bước xuống đi dài theo tường dân chúng hớn hở và vui vẻ. Cả ngày thăm viếng không biết mệt, chiều về hầu như quên hẳn chuyện buổi sáng. Ngày nọ, đi qua đường Võ Tánh, Phú Nhuận, Tổng thống thấy trước một trụ sở nhỏ có treo một lá cờ quốc gia phai màu và rách, bèn ra dấu cho Thiếu tá Nguyễn Đức Xích, tỉnh trưởng, theo về dinh Gia Long. Tội nghiệp, thiếu tá tỉnh trưởng bị sát xà bông mấy phút dài, để luôn nhớ giá trị thiêng liêng của quốc kỳ và bổn phận dạy dân phải kính trọng. Lần thứ ba, Tổng thống đọc tuần sang Pháp. Nếu không lầm thì là tờ Le Courrier du Việt Nam do nhà báo Le Fèvre chủ biên. Lật trang chót có hình Phật đài lớn, đẹp. Anh có thấy lá cờ quốc gia nào ngoài cờ Phật giáo không? Quả thật, không thấy cờ quốc gia. Tổng thống có vẻ chua chát. Mình khuyến khích xây Phật đài to lớn để thế giới qua lại ngoài khơi nhận thức giá trị tâm linh của dân tộc Việt Nam. Thế mà không thấy một lá cờ quốc gia biểu tượng Việt Nam. Nước này là nước nào đây? Rồi lấy một miếng Bristol trắng cỡ 10-15, Tổng thống viết ngay bằng bút chì mỡ đỏ, chỉ thị như sau. Bất câu tôn giáo nào, khi treo cờ tôn giáo, phải treo cờ quốc gia,
theo đúng nghị định Bộ Nội vụ đã ban hành. Tổng thống nói anh trao cho ông đồng lý để gửi văn thư nhắc nhở rộng rãi. Sau đó không lâu, xảy ra vụ cờ Phật giáo Huế, vụ nổ ở đài phát thanh và đưa đến cuộc phản loạn của một số tướng lãnh tham tiền ngày 1 tháng 11 năm 1963, mà hậu quả vẫn còn dai dẳng đến nay. Anh Lê Châu Lộc nhớ mãi chỉ thị này nhờ cụm từ khá đặc biệt, bất câu là tôn giáo nào. Cách nói hơi lạ thuở xưa, khác với cách nói của anh, bất kỳ là tôn giáo nào. Thưa quý vị, trên đây là những mẫu chuyện thật về Tổng thống Ngô Đình Diệm do pháo thủ Lê Châu Lộc, sĩ quan tùy viên của Tổng thống kể theo những gì mắt thấy, tai nghe. Người viết LVT ghi lại để những ai quan tâm tìm hiểu về Tổng thống Diệm có tài liệu đọc thêm hoặc tùy nghi sử dụng. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.